Mày có cái mặt hết hồn bự mày. Vô kèo nhỏ đủ mày nuốt cái mặt này là bằng mà gì? Mua một con rắn gần cả triệu bạc là để lấy cái mặt đó các bạn. Bằng này mà hôm nay nó quất cả triệu bạc nè. Đây. Cả triệu bạc nằm trong tay nè các bạn. Rồi lấy luôn đi. Dính. Mập táp thấy ghê. Mập. Sợ gắn tiếu. Nhát gắn lắm các bạn. Mà đi bắt gắn. Thấy hả hổng anh. Anh quát đi. Anh quát hồn. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mảnh nhỏ của Ca Cường TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục thăm 7 nha các bạn. Thì hôm nay thăm là có mấy anh chuột thôi. Thì mình bỏ mấy anh chuột này xong rồi là mình để 7 đây neo các bạn qua Tết thăm nha các bạn. Thì nói chung ra từ đây cho đến Tết thì anh em mình thăm bữa nay với một bữa cuối nữa là mình bỏ quang phế luôn các bạn. Cái nào còn chuột thì cũng đi thăm đó. Nhưng mà có thời thành quả thì mình sẽ chia sẻ video cho mọi người xem. Ok đây. Ông nội nghiên cứu cái gì ghê vậy? Răng hồ. Anh đoán rồi con này nó là gắn gì? Gắn hổ. Gắn hổ không? Da này nhìn là biết rồi. Biết da gì không? Da này là da lột. Da bò, da trâu. Nó chơi gắn hổ rồi các bạn. Con này tầm 8-9 lạng vậy đó. Nhưng mà rồi, bên này chào mọi người nha. Đây là Lợi Hồ TV nha các bạn. Thì nó có kênh YouTube đó, Lợi Hồ TV. Thì tên chính xác ở ngoài là Messi. Messi vô địch. Còn đây là da gắn hổ để Cường chỉ cho các bạn cách nhận biết nha. Cái vảy của nó nở nè. Nở kiểu hình bông tròn. Còn thường là dệt nó sẽ bông dài. Đó, cái vảy nè. Với lại cái đầu của nó nè, không? Các bạn thấy nó vuông hơn con gắn dệt không? Cặp mắt nó tròn hơn và to hơn nè. Đây là chính xác quay, con gắn hổ các bạn. Quay cho bạn em nó chào á. Rồi chào mọi người con chó. Đứng nhìn nhiều chuyện. Thấy chứ nhiều chuyện nha các bạn. Thấy anh em ở đây là lợi coi à. Nó phá biết bao nhiêu cái bẫy rồi đó. Ok thì ở đây con cái bẫy đặt ra đây là đặt cái gì? Khách vãng lai, bữa hổm dính dện, dính hành các kiểu vô thăm đi mập. Dở lên một ngón tay thôi, nặng là lụm. Đem ra luôn đi. Con gì? Nữa hả? Cái mày sao mỗi lần thăm vô mày cứ gắn hổ hoài vậy? Rồi mở hàng con đầu tiên coi. Chủ là trời, cái kìa nó để cho một bãi bành trướng nè các bạn. Đây là con hổ chó mở hàng nữa rồi. Quên đó, mình cũng xin giải thích luôn mập ơi. Tại sao mình thăm lần này với lần sau nó hết là hết chuột. Một phần hết chuột, và mùa này ban đêm lạnh, gắn không chạy, ban ngày thì nắng, chuột chết, cho nên mọi thứ nó sẽ lỗ các bạn, cho nên anh em sẽ tạm dừng. Qua Tết sẽ chuyên môn chuyên sâu hơn. Nè bạn. Giờ này mình nói chuyện với chó không mập. Tao không ngờ mày gì luôn mập. Rồi bắt đi. Bắn khoái lắm. Bóp hơn đi, bóp hơn, chó chạy ra anh bắt cho. Nó canh kìa. Rồi bóp rồi đó. Đó, mày gà đó, để cho mày gà, để nằm đi. Rồi thổi đít nha, thổi. Thổi. Rồi, đó, gà đó. Đúng rồi, gà. Thổi nữa. Vỗ đít. Nè, cầm đầu đi. Nó dính rồi. Mày không chịu làm nhanh. Ủa con này bự. Nè cầm đi. Dính. Mất táp thấy ghê. Con này bự lắm. Con này 8 cái lạng á. Rồi hai thằng bạn thấy nó, hai thằng bạn chạy luôn rồi. Đớp kìa. Thấy các bạn. Đậu con này bự mày ơi. Bự. Như con chó luôn. Bự trần dân luôn rồi đó nha. Con chó nè. Ỉ ẻ luôn. Giờ chó không à.
Rồi, bắn ui xa cá, phản cảm. Kem trộn. Hàng này của ai? Của ai đồ nào trên TikTok bắn kem trộn Facebook hả? Nói ơi, khai thiệt đi, con rắn kia. Khai thiệt đi. Của ai? Rồi, đây là con đầu tiên của mở hàng tầm 7 của hai anh em mình. Con hổ ngựa các bạn. Con này không có độc nha. Con có thịt thôi. Có thịt to lắm. Này là con này thuộc dạng tím xám xám nè các bạn. Con này có khoảng 7 lạng. Chính xác 7 lạng các bạn. Cái con mà tím xám xám này là anh biết tại sao nó có màu tím xám xám không? Tại vì nó cùng với thằng ai con 14 10 gồ phải không? Không phải. Cái con này là nó muốn nấu canh chua cháy giác. Gắn nấu canh chua ông nội tí gớm vậy ba. Đã hầm xả rồi, nấu canh chua nghe tí gớm. Đó, cái màu nó giống cháy giác chín. Nè, con này mới vô nè các bạn. Đầu chưa có chày luôn các bạn. Cho nên nó hùng. Rồi ok, thì giờ con này con táo rồi. Nó táp gớt cái máy quay luôn các bạn. Các bạn. Rồi mình đi tới cái bãi tiếp theo nữa. Cho vô túi. À, cái chỗ này là bữa dính con rắn hổ 1 kg mấy nè các bạn. Và từ bữa đó nó nghỉ là dính luôn. Bữa nay không biết dính không nha. Ồ mấy cái lứt đó mày ơi, nó ngứa đó mày ơi, chui chui ghê quá. Quả mi gừng hót, giấy gừng sệ, chứ nào? Dính gì? Dính cái con gì nè? Thì không dở anh coi, con chuột nữa hay gì? Dính cái con gì mà lông lá không à? Chuột cái con gì có cái đuôi nữa không? Ừ. Ôi là trời. Đây, chú để em sạch. Trời ơi, nó thập chuột mùa nắng này mà nó đem theo chai nước nó sạch nữa nè các bạn. Rồi nó sẵn nó xịt nó luôn. Ê nhưng mà muốn lắp lại mày để gì nó lấy thì sao? Thấy bậy lấy thấy bà. Bên đây 1 cái nữa nghe các bạn. Khu này Cường đặt 2 cái nè. Bữa dính con rắn hổ. Từ đó tới bữa nay đó. Từ đó đến nay quả mi ngừng có. Khum khum dạch dạch ra thấy rồi. Khỏi còn dạch sâu. Đâu? Gì? Thân thân. À đây có coi. Cái cánh cánh coi. Kỹ phấn trắng. Ồ, vừa đẩy cái bịch lúa ra thêm phân trắng kìa. Rồi cho nó giết luôn đi. Rồi chừng đó. Răng hổ nhỏ. Răng hổ. Bữa răng hổ bự rồi đó. Con gì bự không? Răng hổ anh ơi. Phân trắng hả? Ừ. Răng hổ hả không? Hổ hành hả? Phân trắng là làm gì có chuyện hổ đen, hổ đen. Tao quất bên đây 1 bãi nữa hả? Sao nhỏ mà láo vậy? Chín quá trời vậy. Nhỏ mà láo ghê. Rồi bắt con ra luôn đi em, anh cầm tay cho thằng Trúc bỏ túi luôn. Em vô em đặt lại. Cũng phải vô chuột vậy. Răng hô. Răng hô. Hổ có chừng rắn hổ hành 2 đầu nghe không? Mấy thằng đầu rắn hổ, còn đầu rắn hổ hành. Mười trang. Để bắt những thằng mập. Ta ngồi xuống ta làm cho khỏe. Con này mấy lạng mập. Trời ơi. Mà có ăn con chuột, này hơn 2 lạng nữa các bạn. Chưa được 2 lạng rưỡi nữa. Ta gọi là hơn 2 lạng thôi. Rồi ok giờ cho vô túi rồi mình đi tiếp luôn các bạn. Đặt chuột lại à, mà cũng gần hết chuột luôn các bạn. Đặt lại thôi. Mình còn lần thăm nữa ha. Cái điểm này hôm bữa Cường đặt cái dũng nước đặt lờ đây các bạn. Cường đặt cái bẫy đỏ đỏ này nè. Để canh cái đường gắn hổ đi với các bạn. Cái này neo cũng 3 lần thăm mà chưa thấy hổ gì hết. Có tín hiệu nha. Phần trắng trắng nó nằm ở đầu quẩy rồi các bạn. Nè. Thấy không? Có hàng đó nhưng mà không biết con gì thôi. Mà khu này Cường đặt cái hổ mà. Ồ, con hành cũng trọng à. Con này đỡ con nãy. Con kia 2 lạng, con này 3 lạng nè, mập ơi nè, bắt mập. Con 2 lạng, con 3 lạng. Khu này khu gắn hổ mà kêu gắn bự đâu ra. Cái này không à, nó có 1 lứa à.
quỷ yêu. Kệ có dính là được nha các bạn, chứ mà thăm bẫy mà cứ bỏ lúa bỏ chuột không là đuối á. Rồi anh em nào ở Sài Gòn ăn rắn thì cứ liên hệ Facebook Ca Cường. Ca Cường là chữ ca các bạn, ca ca đó là ra. Còn không thì số điện thoại của con Mập, số điện thoại máy Mập 0984 953 815. Gặp Messi gặp ta kia là Messi, còn cái này là Mập Si nha các bạn. Ảnh idol của ảnh là Messi nha các bạn. Messi vô địch World Cup. Ủa mùa này nó đội nó thắng hả? Ừ. À không người gành đá banh, toàn đá bóng. Đi kiếm mấy con bóng đá. Gà đi với cứu nội. Bụng cái gà ách xì luôn. Gà, gà cho lẹ. Con này hơn con nãy tí nha các bạn, chứ không có bự hơn. Rồi cho túi, cho chuột đặt lại luôn các bạn ơi, đi tiếp. Nắng gì mà quá trời nắng luôn các bạn. Chuột chịu sao nổi. Tối nó lạnh nữa. Con cọ bài lên. Tối lạnh nữa rắn đâu có chạy đâu. Cho nên Cường thăm đợt này nữa là với đợt sau là thăm thăm để kiểu mà còn sót chuột á các bạn, thì mình thăm có dính không mình lấy về thôi. Ở đây có hai cái các bạn, bên đó một cái nè. Bên đây một cái. Rồi ok thì nắng quá các bạn ơi. Chuột chết quá trời. Thì hôm nay thăm kiểu nhà còn sót 10 con chuột rồi đem theo để mà thay vô thôi. Hết rồi, không có lấy chuột nữa nha các bạn. Rồi thăm bữa nay chứ thăm một lần nữa. Đợt nữa là không có cần đem chuột đó. Là mình vét đó. Cho nên bữa nay cái video đoạn nào dính thì Cường để nha. Còn không dính Cường cắt bỏ hết nha. Cho nó ngắn ngắn là. Nghe hiểu vậy. Ui, chuột còn. Cho nó bịt lúa ơi. Chuột còn khỏe lắm nè. Nó mót lúa luôn thấy không. Bữa nay kiểu mà phải đặt kiểu mà đặt bỏ nè. Để neo bẫy đây tới qua Tết luôn. Cái nào còn chuột thì chuyến sau thăm tiếp. Chứ không có tăng cường chuột. Rồi qua anh kia. Rồi Mập vô lấy con hổ chó ra coi. Hay là lấy nguyên con chó ra. Hỏi sao dính cái đầu không ra. Không ai gỡ. Trong đây còn cái nữa các bạn. Cái này từ bữa dính video trước là nó dính con hổ chó, hổ ngựa. Kẹt cái đầu các bạn. Đến lúc Mập kiếm không còn trái nào. Hay thiệt phải không. Bị la làng này. Nè con trái nè Mập ơi, cái này đem về để dành được mà Mập. Cái này gần chín nè. Đen thui phải không? Quá trời cái đít đó. Cái gì? Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra anh lấy cho. Đi ra để anh quay cận cảnh anh lấy luôn. Chắc không? Chắc. Rồi đi ra. Sợ không? Sợ sống sợ ba. Tưởng đâu mày không sợ thì lấy đi. Ông nội ơi, đại ca rồi. Ui ui, lại là con đại ca mà đại ca nghe, giỡn đó. Không biết ngay mà biết ngay thế nào, có bẫy này cũng lụm hàng cũng nặng em đó, đớp kìa. Đổi tay vô thăm cái trời, đổi tay cái luồng này người ta đang là người thăm nè. Từ sớm giờ ba con cũng là ba cái bẫy anh không nè, đặt sợ sạo hoài. Ba con dính thì sớm giờ là anh không đó. Đem ra ngoài bắt luôn rồi đem bẫy về luôn, chứ có con chuột nào nữa đâu thấy. Chạy về luôn á hả? Ừ. Ổn nha. Vậy chứ có còn con chuột nào nữa đâu thế. Để mình đem ra ngoài. Ê, bự ra. Con này cũng cỡ ký mốt chứ hai á. Ừ. Ký. Cũng đừng ký nữa các bạn. Hôm bữa là một, hai con ngựa rồi. Ừ. Bữa nay còn dện. Ê, lột cái chi ủ mày mở ra bắt luôn đi. Vậy chứ cũng có, đâu có còn chuột nữa đâu. Đặt lại nữa, bỏ cái bao này luôn.
Sao anh hay ga rẻ quá. Xe. Sao anh hay ga rẻ quá. Xe. Nè. Con này vô ngày hôm qua. Nhưng mà hung lắm nghe. Trời ơi ve kìa. Ve quá trời, ve chó luôn. Con này đúng ra nó là 1,1 kg tính luôn ve nha mấy bạn. Trừ ve ra hết 100g còn 1 kg. Cái gì ghê vậy ông nội. Bỏ thuốc qua bên coi, phản cảm. Vô nó hạn chế vàng tiền luôn á. Này. Con về em đây nha các bạn. À bắt đi em. Có cái cây ghim nè. Dứt không? Cần ghim không? Ghim đi cho dễ, cho bóp 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 luôn mệt lắm. Rồi lấy ra lấy vô chắc rớt cây ghim hay gì. Còn có 1 cây vậy? Còn 1 cây ở trên xe của em á. Gài đi, nó không có đốp đâu. Nó không có đốp ở đâu. Đó gọi lên đâu. Nó không có đốp ở đâu, nó đốp. Thôi các bạn, mập nó đi bẫy gắn mà tới con gắn hổ vện, con gắn gì nó cũng sợ, chứ có hổ hành nó không sợ. Sợ khôn ghê. Như không rồi. Đâu đúc như đâu. Từ từ. Nó kẹt cái mỏ. Ồ. Ngu. Thuốc này, nó kẹt cái mỏ nó đây nè các bạn. Chị mày ngu. Kỹ hơn. Mùa này muốn kiếm con hổ vện. Thổi cái đầu nó đi em. Từ từ, em lấy cái gầu, lấy vậy nó chuyển người luôn à. Đừng có sợ, bắt gắn đừng có sợ, sợ quá là nó đâm ra là nó gối nữa không. Sợ quá là tét tay á. Nó đớp tét tay á, hiểu không? Đừng có sợ. Khi em quản là con gắn nó cũng quản theo. Nó quản theo rồi nó đớp sẵn. Không? Lấy cái túi đi, lấy cái túi đi. Ốm quá. Con này mà mập nặng ký á. Ký vậy mà. Ký đúng luôn. Ký 50 không có ơi. Trả giá hoài. Mày, ký, con ve. Ký 50 đi cho người ta trừ con ve ra chứ. Nè vuốt. Từ sớm giờ 4 con các bạn. Thì Cường xin nói trước các bạn luôn là những cái bẫy mà thâm không dính chết chuột các kiểu nắng nôi nè các bạn. Cường cắt bỏ hết luôn nha các bạn. Chỉ để những khúc dính thôi nha. Cho nên anh em xem là chỉ biết khúc dính thôi. Nữa hả? Thèm lắm mà mấy gà đánh thèm gắn kiểu mà hầm xả lắm rồi. Thèm thì dứt thôi có gì đâu. Đối với anh là gắn là đặt giải trí mà. Ê nặng à. Có ký rồi đó. Cái này con hổ vện nữa. Cái gì con hổ ngựa em đây mà. Ừ, hơn mà. Rồi ok, giờ còn 5 cái bẫy cuối nữa nha các bạn. Ừ. Là mình sẽ kết thúc clip luôn nha. 5 bẫy cuối này coi có gì không nha. 3, 5. Từ sớm giờ cuốn 5 cái mà nó nằm lộ liễu mà không có chuột nữa các bạn. Cuốn còn mấy cái có chuột để chuyến sau thăm tiếp mà không có cần đem chuột nữa mà mình thăm kiểu mà đâu có dính không để thăm á mà. Ở đây có 1 cái nè. Hôm bữa gần có giờ 7 là cái này có gắn hổ nè. Chắc chắn nè. Giờ mập. Tên đâu? Nghe lời anh đi. 4 lần thăm nha các bạn. Là chết chuột với lại không dính. Rồi Cường mới giờ sang một bên để đánh đúng gắn hổ. Hy vọng cái này là dính nha. Cũng không cần gắn hổ đâu, gắn thường cũng được. À da. Mập ơi. Lúa đẩy rồi các bạn. Lúa đẩy mà thấy cái đầu le 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 cái lưỡi rồi kìa, giống gắn hổ thiệt quá. Nè lúa đẩy rồi nè. Các bạn thấy chưa? Thấy không? Bữa là cái bẫy đặt trên đây nè. Cường giờ qua đây. Nặng gì ta? Đừng nói khủng nha. Chết bà ơi, mập ơi. Hổ nữa rồi. Mà hổ vện nữa. Trời ơi. Giờ 7 luôn các bạn, tại không có chuột. Trời ơi, con này ngon mà mập ơi.
dệm nữa. Có người bắt luôn hả chị? Bên bự á, bự hơn con nãy á. Thấy lẹ lẹ lưỡi tưởng con hổ không nghe. Mà hổ chứ hệnh thiệt. Cỡ con hồi nãy nhỏ hơn. Nặng mà hay là bịch lúa nặng? Cái nền nặng. Cái nền của nó dính đất thôi. Không mà con này cũng ký mà. Đây nè mập. Đây mát nè. Nó nhỏ hơn thì ông giáo bộ nói với khán giả nó nhỏ hơn đủ nó lâu đưa mập lên miếng đi. Không nổ một cái. Đôi lúc phải nổ hiểu không? Đưa mập lên một chút. Mà con này chắc thịt nè nên nó không đúng nên cái nào nó thiệt hiểu không? Con này chắc thịt. Nè anh thấy cái nền nó không? Ừ, nền quá trời dày luôn kìa. Nền này mà tráng mà xi măng rồi lên lầu luôn ngon. Còn mới vô không? Ngày hôm qua không? Gắn toàn hôm qua không? Thì em chuột nó mới ói ra nè. Ói đâu ói. Nó giặt, ép luôn. Ép chuột chết đó. Con này hung hơn con kia nghe. Rồi muốn làm nó làm đi. Cái cây viên rồi. Nè các bạn nè. Đó. Hôm nay anh em thăm là kiểu mà bỏ chuột đại vô hết. Còn đợt thăm nữa là coi có gắn không chứ không có đem chuột gì nữa. Không có đặt đi trên để qua Tết đặt nha các bạn. Em dứt phát mở hẳn luôn rồi là mình hết trách nhiệm hiểu không? Giống vậy đó. Chứ em nương nương là em toan cái đó. Nương nương nó đớp em thiệt á. Còn một cây nữa rồi. Rồi đó ra được. Ông cú nậu hả? Nó đớp bị ghê không? Nó canh nè, nó canh nè hết chưa? Nó canh không? Đớp cả con gái con ngựa hồi nãy. Ừ. Chân nó dài. Trời ơi, nè tao thả ra ga luôn rồi này cũng không tới nữa. Ảnh nhát các bạn. Nhát thấy sợ không? Ông nè đấu nó đi, đó. Nè. Đấu. Đó. Đó. Nè có người ra rồi. Em ơi nó đờ rồi, đờ đầu rồi, đờ đầu rồi, đờ rồi, đờ rồi, đờ đờ mà điều đờ đờ canh á. Con này là con thứ tư nha các bạn, thứ năm rồi đó. Thứ năm rồi. Có mấy em gái gặp gắn. Ê, nó lùi, nó lùi ra. Kìa. Đó. Đi không? Đó, đó. Quay chỗ qua luôn thấy không? Đó. Cái con này. Mình đưa là vô tắp mập mập. Sợ gắn tiếu. Nhát gắn lắm các bạn. Mà đi bắt gắn. Thấy hả hổng anh. Anh quát đi. Anh quát hôm. Anh quát. Quát hôm luôn. Thấy con về anh táp. Mà anh quát hôm luôn các bạn thấy không. Ghê thiệt chứ. Táp quát hôm. Cười tôi quá. Ê cha, nặng rồi đó. Nặng lắm á, hai giờ anh này cũng 2 kg rồi. Ừ. Rồi nãy 4 con gắn linh tinh nữa là cũng hết mà ký rưỡi. Cái con hổ ngựa cũng nặng mà. Vậy là 2 kg luôn rồi. Linh tinh không 2 kg nữa đó, là 4 kg rồi đó. Nè, đây còn túi nữa nghe các bạn. Sao dở lên nhẹ hiểu vậy? Tôi nhìn mắc cỡ mà. Hai con hành nè. Ở đây một con ngựa với hai con dền nha các bạn. Rồi đi tiếp luôn các bạn ơi. Còn cái bãi cuối cùng luôn nha các bạn. Kiến vàng. Nắng gì mà nắng xúc phạm luôn các bạn ơi.
Ở đây kìa, có dấu trồng hương kèo rồi không? Dấu đó 80 năm về trước. Dấu 80 năm về trước. Với lại cây già quá nó đâu có dấu nổi đâu. Tao bữa 7 đặt ở đâu? Ê ê có dính nha mày ơi, đang xì kìa. Có chừng ngắn hổ, kẹt đầu. Đi đi nè 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 quay quay các bạn. Lấy luôn đi, lấy luôn đi. À có dính các bạn ơi, ngắn hổ rồi. Đen, cầm cầm nó đi. Đưa đưa đây, đưa đây. Cái gì? Ghê quá hả? Trời cái gì đi bẫy gắn mà sợ ông nội. Ta cầm nguyên cái bẫy á, đừng có cầm cái gốc. Ừ. Ồ, hổ nhỏ xíu bà ơi. Con này cỡ 90 kg vậy. Đưa đây, đây, đây coi. Bẫy mình mà cũng sợ nữa. Đây. Cũng nặng nè. Mà lúa nặng nè. Cuốn luôn nha các bạn, lại đâu có đặt nữa đâu. Qua Tết đặt lại các bạn. Với lại không có chuột nè. Con này cỡ 2 lạng em ơi. Đi ra ngoài luôn đi, đi ra ngoài. Các bạn thấy chưa? Hai xe các bạn chứ không phải gì. Đây con này sáp nè các bạn. Nó ngã vàng à. Thì chơi gì kỳ vậy mày, lấy thuốc nhỏ mình nhâm nhỏ gì mà dàn kè, mỗi bữa nó đem thu cho nó dàn kè vậy. Thôi giờ về tính làm gì, mập bảy cuối cùng mình cuốn về luôn nha các bạn. Đây từ sớm về cuốn nè. 2 4 6 7 8 cái nha các bạn. Rồi gài lên luôn đi rồi về lấy mặt uống tại chỗ luôn nha các bạn. Trụng nước sôi đi rồi cho nó lấy mặt nó uống luôn. Còn rắn nhỏ quá thì mình đem về cho chồn ăn. Ủa mà ở nhà lấy mà móc mới đem về quen miệng rồi các bạn. Con này cái mặt bự lắm nè. Bự bằng mặt em không? Đó nè, bự bằng mặt em không phùng em ơi. Con này hiền quá, hiền lắm. Hiền lắm. Tao tay vô chơi đi, biết liền gì. Đây là gắn độc các bạn, gắn hổ mang nha. Rồi ok, giờ về làm thôi. Rồi, về tới nhà, mập nó xử gắn hổ rồi các bạn. Chào cái tèo. Chào mọi người. Chào mọi người. Kể lịch sử con tèo cho cái nhà. Lấy gắn ra đi rồi lấy kéo cắt ra, lấy mặt uống liền tại chỗ các bạn. Cắt cái mặt ăn. Rồi lấy ra đi mập. Lấy cái cây ghim đi. Trời ơi, bóp lấy dại rút ra cho xong. Cắt cái mặt nó. Cứng đơ, đổ nước sâu chút queo. Nè mấy bạn, bình thường ông Cường ông nói tôi đúng không? Ông nói tôi là chỉ có cái con rắn mà con rắn hổ hành là tôi không sợ đúng không? Giờ rắn hổ tôi không rắn sợ. Rắn hổ nè, học tay cho bắt nè. À. Ghê chưa? Bóp hôm bắt tại chỗ luôn phải không? À, bóp hôm bắt tại chỗ luôn nè. À. Lấy bịch lúa lại để dành chiến sao thăm bỏ vô cho chuột ăn. Đây, ba phân. Đã nó sốc cây gần thấy bà bây giờ đây nè. Nè, mặt trăng nó nè các bạn thấy không? Rồi, giờ nó mổ rồi Cường sẽ quay xa các bạn, Cường sẽ căng gắn nè. Mổ lấy mặt. Đây thành quả của ngày hôm nay đây. Ôi trời lâu kìa. Đây. Cái căng này các bạn. Đây chồn của Cường đây. Đang ngủ rồi. Giờ này ngủ rồi. Còn hai con ăn sao nữa. Đây này nhiêu đây. 550g cho còn 500 nha các bạn. Và nửa ký nè. Đây nữa nè. Ui ui nặng nha. 2,6 kg còn 2,5 kg đi ha. 2,5 kg với 500g nữa là 3 kg. Hôm nay là 3 kg các bạn, với con gắn hổ nữa. Vậy là 3 kg mấy rồi mập, đúng không? Hay xa xa một tí, nó đang cắt. Đây, thành quả là các bạn, một con gắn hổ với nhiều gắn này nè các bạn. Đó, 3 kg gắn nè các bạn. Rồi ok. Rồi lấy mặt chưa? Lấy mặt chưa? Rồi giờ lấy nuốt tại chỗ luôn các bạn. Đây, đây chuồng của Cường đây. Bữa cũng bán bớt mấy con. Đó, bây giờ còn 4 con ở đây thôi. Còn 4 ngăn kia thì trống rồi. Đây chuột.
cái thùng đựng gắn. Rồi bập bập mập. Chưa. À, cái kéo lâu hơn nữa làm phải không? Kéo bén quá bén. Bén ghê luôn. Gắn mày cỡ mấy lạng ta? Ôi ôi cái mặt hết hồn bự mày. Vô kèo nhỏ đủ mày nuốt cái mặt này là bằng mà gì? Mua một con gắn gần cả triệu bạc là để lấy cái mặt đó các bạn. Bằng này mà hôm nay nó quất cả triệu bạc nè. Đây. Cả triệu bạc nằm trong tay nè các bạn. Rồi luôn đi. Nó nuốt miếng nhiều vô nó đắng nhưng mà nó đắng đắng thiệt lắm nghe các bạn, nhưng mà nó có hậu ngọt. Đó, mình ăn này hôm nay cả triệu bạc rồi đó. Đem cho con này nè, để đại nó đi chút anh cho. Hai cái gì rồi? Cầm cái này lên luôn mập ơi. Đây thành quả của ngày hôm nay, 3 ký mấy. Rồi, anh em mình cũng xin tạm dừng clip nha, anh em nào ăn gắn thì cứ liên hệ số điện thoại của mập. Số mấy mập? 0984 953 815. Sua Trai. Rồi, kênh YouTube là gì? Kênh YouTube là Lại Hồ chấm TV. Sao bạn đổi tên đi để tên kênh nghe đọc khó quá vậy? Thì tôi tên Lại họ Hồ thì Lại Hồ. Tao đặt cho tên nào Lại Hồ nhảy xuống TV. Nghe hợp lý không? Rồi ok, mình nóng linh tinh nữa các bạn muốn liên hệ với Cường mua trồn hương, mua gắn, mua tất cả đồ nhậu thì cứ liên hệ Facebook của Cường, gõ tên ca Cường là ra các bạn. Còn số điện thoại thì nãy mập đã đọc rồi. Thì nó cũng có kênh phụ nữa, nó là Lại Hồ TV các bạn. Rồi anh em đến đây cũng xin tạm dừng clip. Hẹn các bạn ở một lần thăm ở chuyến sau nữa. Là chỉ có còn chuột, những con chuột sống là chuyến sau thăm anh em có sẽ quay cái video chia sẻ mọi người xem. Thì có cũng có thu nhập luôn nha các bạn. Một lần nữa là kết thúc của một năm. Và sang năm anh em mình chiến tiếp. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nữa nha. Bye bye. Kim tèo ai? Bye con. Bye bye.